Rồi ta thi vòng trường 11. Bài thi đầu tiên. Nhập mã. Ở nick 1 này thầy làm lấy đáp án nhanh các em nhé, không có giảng kỹ. Không có giảng kỹ ha. Ở nick 2 thì bắt đầu sẽ giảng kỹ. Cái này thì dễ quá rồi. 25. Vòng 3. Thì bấm máy thôi. Bấm máy tốt là ăn thôi. 4 cộng căn 7. Căn 14. Trừ căn 2. Căn của 4 trừ căn 7 18 nha. Đi lèo lèo ha. Rồi các em vẽ hình thử coi. Bài này các em vẽ hình ra thì các em cũng thấy nhanh thôi nha. Không có gì ghê gớm cả. Cho một cái đường tròn không? Cho một cái bán kính. Rồi lấy trung điểm của bán kính đó. Rồi kẻ cái dây xuống. Rồi từ đây mình kẻ tiếp tuyến xuống. Tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính em nha. Rồi cắt cái đường kéo dài này tại M. Này thầy hướng dẫn nhanh thôi chứ không có thời gian nhiều mà. Bán kính OA này. O A. Trung điểm M. B. Còn đây là M ở ngoài, xin lỗi các em. Đây là A, còn trung điểm là H. Rồi. Các em nối cái này xuống em sẽ thấy vấn đề. Các em sẽ thấy điều gì? Tam giác. Tam giác OBA là có đường cao cũng là đường trung tuyến. Như vậy nó sẽ thành tam giác cân ở B. Mặt khác nó cũng cân ở O. OB bằng OA bán kính mà. Như vậy tam giác này đều. Tam giác này đều á, thì góc O sẽ bằng 60 độ. Góc O bằng 60 độ. Rồi góc B lại vuông. Như vậy tam giác OBM nó là nửa tam giác đều em. Vậy OM sẽ gấp đôi OB. Tức là OM gấp đôi bán kính là bằng 12. Cái này các em dùng kỹ thuật trong khóa học V91 các em giải cũng được. 7 trừ A, căn 7 trừ A cộng cho căn của 5 cộng A. Thì bằng 6. Vậy đi tìm A. Rồi máy nó giải ra 8 nè. Còn nếu giải toán thì làm sao mà ra 8 thì các em theo dõi thầy nè. Đặt x, thầy đặt x bằng căn 7 trừ A. Rồi thầy đặt y là bằng căn 5 cộng A. Rồi từ đây các em suy ra là x mũ 2 cộng y mũ 2 là bình lên mức căn cộng lại. 7 trừ A cộng 5 cộng A là bằng 12. Vậy ha. Rồi mặt khác ta có gì? Ta có x cộng y á, là bằng 6, đề cho mà. Như vậy từ đây các em suy ra là x cộng y bình phương thì bằng 36. 6 bình 36, phá ra x bình cộng y bình rồi cộng 2x y thì bằng 36. Từ đây các em suy ra là x y sẽ bằng 36 trừ cho tổng của x bình cộng y bình và tất cả chia đôi ha. Mà 36 á là 36, còn x bình cộng y bình ở trên là bằng 12 kìa. Chia đôi ha. 36 trừ 12 chia đôi là bằng
24 chia đôi là 12 kem nhé. Ủa sau đây là mấy là 8? Ô xin lỗi, 12 kìa, 12. Thầy nhìn mờ quá ha. Kiểm tra lại. X cộng y sẽ bằng 36, đúng rồi. X bình cộng y bình cộng 2 thì bằng 36, đúng rồi. X bình cộng y bình thì 7, 5, 12. 36 trừ 12 là bằng 24. 24 chia đôi là bằng 10, 12. Mà x nhân y tức là hai căn này nhân nhau nè. Tức là cái mình đang cần tính đó. Rồi, ta nộp bài. Nít tiếp theo thầy giảng kỹ hơn nha. Nít tiếp theo thầy sẽ giải hết các ô và thầy giảng kỹ hơn. Bấm máy thôi kìa, mấy bài này bấm máy cho khỏe đi. Căn của 8 trừ 2 căn 15 cộng căn 48 cộng 6 căn 15 căn 5 4 cho đường tròn tâm ô bán kính R vẽ hình và đường thẳng A. D là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng. Nếu D bằng R thì A và O phải tiếp xúc, đúng không? Nếu D bằng R thì đường thẳng A đi qua tâm O tầm 7 thôi. Nhưng sao được? Mới vô thấy cái này sai luôn nè. D nhỏ R thì cắt, D lớn R thì không cắt. Đúng là không giao nhau mới đúng á. D bằng R thì đường thẳng A tiếp xúc. Vậy là D bằng R thì đường thẳng A đi qua tâm là 7 ha. Căn 12 chia cho căn 3 là bằng căn 4 là bằng 2. X sẽ bằng 2 nhé. Nhìn cho kỹ không thôi người ta lừa mình á. 2 là bộ căn 4. Căn 4 nhân căn 3 mới ra căn 12 á. Con rồng. Rồi các em dùng chức năng tìm x đi. Cho nó khỏe, cho nó mất công chi. Thì x sẽ bằng âm 1. Nhẩm thứ 3. 2 cộng âm 1 là bằng 1. 3 cộng âm 2 4 bằng 1 luôn. Con khổ. Ô toàn bài dễ không các em nhỉ? Cặp số nào sau đây là nghiệm thì thay vô thôi. Thay cái này thử. Trừ căn 2 thay vô x nè là thành trừ 2. Trừ 2 cộng 3 thì không thể ra trừ 5. Vậy cái này 2 cộng trừ 3 không thể ra trừ 5. Vậy cái này trừ 2 trừ 3 đúng hơn trừ 5 luôn. Cái này các em. Con trâu. Điều kiện xác định sẽ là 4 trừ 3x lớn hơn bằng 0. Vậy là 3x sẽ nhỏ hơn bằng 4. Vậy x nhỏ hơn bằng 4 phần 3. Quá dễ dàng. Con khỉ. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong căn. Các em dùng chức năng tìm minh mắt mà thầy đã dạy ở V91. Các em nhập 2 âm 4 5. Rồi giá trị nhỏ nhất của biểu thức trong căn sẽ là 3. Như vậy là cái biểu thức này nhỏ nhất là căn 3. Rồi được cộng với 2 nữa. Vậy cả cái này, cả cái y nhỏ nhất là 2 cộng căn 3. Tiếp tục. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này thì các em cũng làm y như vừa rồi. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức thứ nhất á là lớn là x cộng 2 lớn hơn 0 là thành giá tuyệt đối kìa. Biểu thức này thực ra là hai cái giá trị tuyệt đối. M bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 2 rồi cộng cho giá trị tuyệt đối của x trừ 3. X trừ 3 thì ghi 3 trừ x cũng được nha. Thì cái này sẽ lớn hơn một bằng giá trị tuyệt đối của tổng, tức là x cộng 2 cộng 3 trừ x. Như vậy giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 5. Trong khoa học V91 thầy đã nói rõ về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của giá trị tuyệt đối các em nhé. Rồi bài này thì mình cũng làm quá nhiều lần trong V91 rồi à. Tìm giá trị lớn nhất. Các em đặt ẩn phụ thôi. Các em đặt đặt căn 3 trừ x là bằng t hay là bằng y đi. Từ đây các em suy ra là x
3 trừ x sẽ bằng y bình, vậy x sẽ bằng 3 trừ y bình. X 3 trừ y bình, lúc đó e nó sẽ bằng gì? Căn 3 trừ x là đổi thành y, rồi cộng cho x tức là 3 trừ y mũ 2. À, rồi mình dùng chức năng tìm tìm mắc của khóa học V91 là các em sẽ tìm được liền. À, nó sẽ lớn bằng bao nhiêu, xin lỗi, nhỏ bằng nhập âm 1 1 3. Rồi giá trị lớn nhất của nó sẽ bằng 13/4. 13/4 ha. Kiểm tra lại coi có đúng không. 3 trừ x là bằng y nè. Căn 3 trừ x là bằng y nè. Như vậy là 3 trừ x là bằng y bình. Vậy x sẽ bằng 3 trừ y bình, đúng rồi. 3 trừ y bình là trừ y bình cộng 3 đó. Rồi cộng cho căn 3 trừ x tức là cộng cho y. Trừ y bình cộng y cộng 3. Vậy là 13/4 đúng rồi. Con chó. Ồ, cái này dễ ra. Cái này các em dùng chức năng tính luôn đi. Sin. Sin A bình. Sin A mũ 6 chứ. Cộng cos A mũ 6. Cộng cho 3 lần sin A bình. Nhân cos A bình. Rồi nhập đại A bao nhiêu cũng được. A cái nhập 30 độ đi. Nó ra 1. Mà nhập A bằng 45 cũng ra 1 mà. Rồi, bây giờ cái biến đổi này thầy sẽ hướng dẫn biến đổi ở nít số 2, nít số 3 các em nha. Bài thi số 3. Đừng để điểm rơi. Bắt đầu. Đây là 1 nha. Tự bấm ra. Rồi cái này bằng 0,2. Bài nào cũng dễ vậy, khỏe ha. Rồi vẽ đi, vẽ hình đi. Cho đường tròn tâm ô bán kính 10, dây AB bằng 16. Chẻ đôi dây AB ra bằng một đường vuông góc. Các em kẻ OH vuông góc với AB đi. Thì dây AB chẻ đôi ra là thành 8, bán kính 10, 18 thì OH sẽ bằng 16. Khoảng cách từ tâm tới bằng 6. Bộ 3 Pythagore 6, 8, 10. Vẽ hình ra thấy liền. Rồi 0,1 nhân cho 0,4 là bằng 0,04. Lấy căn là bằng 0,2. Đáp án là trừ 0,2. Trừ căn 0,1 nhân cho căn 0,4 đúng bằng trừ 0,2 luôn. Rồi, đường thẳng y bằng x và đường thẳng y bằng mx cộng 3. Như vậy phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng này sẽ là gì? Sẽ là x bằng mx cộng 3, đúng không? Điểm 1,1 thì các em thay vô đây thôi. X 1,1. Vậy m sẽ bằng trừ 3. M bằng trừ 3 thì cắt nhau tại điểm 1,1. X bằng 1, y bằng 1. Ủa bài dễ dữ trời. Ồn như sai rồi. 1,1 trừ 2 mới đúng.
trừ 2 đúng các em. Đây 1 là thành m, đây 1, 3 qua là 1 trừ 3 là trừ 2, m bằng trừ 2 nhá. Rồi, cái này các em dùng máy tính tính luôn. Trong khóa học V92 thầy sẽ nói rõ về vấn đề này. 2 và lưu sin A bình cộng 2 lần sin A cos A trừ 3 lần cos A bình. Đáp án số 1 kìa. Qua nick số 2 thầy sẽ hướng dẫn kem biến đổi nha. Còn giờ tao bấm tao lấy điểm thôi, lấy đáp án thôi. Rồi này bấm máy luôn, nhẩm luôn. Căn 3 trừ căn 2, căn 3 trừ căn 2 ở trên tử, ở dưới là 1 bỏ đi, và trừ căn 3 cộng căn 2. Vậy căn 3 trừ căn 3 là hết, và trừ căn 2 cộng căn 2 hết luôn, vậy bằng 0. F1 bằng 3 có nghĩa là m nhân 1 là m đó, cộng m cộng 1 bằng 3. Vậy là 2m sẽ bằng 2, vậy m bằng 1 em. Rồi cái này bấm máy thôi, suy nghĩ gì cho nó mệt. 2 lần căn của căn nữa. Trời, 2 lớp căn luôn. 7 cộng căn 48. Ở dưới là căn 2 nhân cho mở ngoặc căn 3 cộng 1 bằng 1 kìa. Rồi, bài này thì đau đầu rồi, bài này thì khó khăn rồi các em. Bài này thì các em phải dùng lượng liên hợp thôi nha. Chắc là bài cuối họ chặn mình lại đây. Rồi, x rồi thầy hướng dẫn cái bài này một chút, bài này nó hơi khó em, quá khó luôn. Bài này là bài toán học sinh giỏi ha, hay là ở nít sau thầy giải đi, ở nít sau thầy giải đi nha. Kết quả sẽ bằng không em, kết quả bằng không. Còn tại sao bằng không thì ở nick số 2 thầy giải đi nha. Bây giờ không đủ thời gian đâu. Rồi, nick số 2, nick số 3 thầy hẹn sẽ giải kỹ càng hơn các cái bài toán đó. Còn giờ mình lấy đáp án thôi mà. Các em nhớ đáp án, nhớ cái kênh phụ của thầy đăng ký đi nha.